Chủ trương sử dụng cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương là một trong những điểm nhấn trong công tác cán bộ được Đảng bộ tỉnh Lào Cai hết sức chú trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Và thực tế chính nhờ chủ trương này đã tạo ra một hiệu ứng tích cực, giúp nhiều nơi tạo ra được sự đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện Bảo Yên. Với một xuất phát điểm thấp, Xuân Thượng là một trong những xã khó khăn của huyện Bảo Yên. Nguyên nhân một phần là bởi yếu tố cục bộ dòng họ trong đội ngũ lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, khiến địa phương này trì trệ trong phát triển kinh tế. Nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, xã Xuân Thượng thực sự đã chuyển mình mạnh mẽ và trở thành điểm sáng của Bảo Yên trong phát triển kinh tế. Năm 2015, anh Nguyễn Văn Dũng được huyện Bảo Yên điều động luân chuyển từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng. Và không mất nhiều thời gian, anh đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét bằng rất nhiều hành động quyết liệt, tháo được nút thắt để người dân vươn lên phát triển kinh tế. Mà khi mà được đến đây, thật ra là tôi cũng đã dành rất nhiều cái tâm huyết. Tuy rằng là học cái chuyên ngành là nông lâm kết hợp, nhưng thật ra là cái vấn đề thực tế nhất là gần dân và hiểu được người dân người ta cần cái gì, và cái quan trọng nhất nữa là đời sống của người nhân dân là mục đích cuối cùng. Trên cơ sở rà soát, nắm chắc, sát đúng các đặc điểm, thế mạnh cũng như hạn chế, điểm yếu của từng xã, từng vùng mà huyện Bảo Yên đã tuyển lựa, luân chuyển, bố trí cán bộ cho phù hợp theo phương châm vì công việc mà chọn cán bộ. Huyện đã sử dụng nguồn cán bộ có năng lực cao tại các phòng ban của huyện nhằm tăng cường về các xã, giữ những vị trí chủ chốt. Cùng với đó là việc luân chuyển cán bộ giữa các địa phương với nhau đã tạo ra một luồng gió mới, tạo ra nhiều đổi thay ở một số xã. Đặc biệt là sau khi mà cán bộ tăng cường thì cái tác phong lề lối của cán bộ bắt đầu chuyên nghiệp hơn, và hay nữa là cái mà người ta phát huy được cái tiềm năng, cái sức mạnh của cái địa phương để người ta tìm ra được các cái hướng để chỉ đạo để phát triển kinh tế, và từ đó là xây dựng cái mục tiêu của nhiệm kỳ tới nó phù hợp hơn, nó vững chắc hơn. Đến nay thì các xã đều có những cái cây trồng vật nuôi chủ lực trong tái cơ cấu. Các xã cũng tìm ra được cái thế mạnh của mình để phát triển. Và Ban Thường vụ đã làm việc các xã thì thấy rằng là các xã thì đều có cái cách nghĩ, cách làm mới. Và đặc biệt nữa là được bà con nhân dân ở các cái cơ sở này rất là quý, trọng. Đó là ở cấp xã. Còn đối với cấp huyện, chủ trương của tỉnh cũng không sử dụng cán bộ chủ chốt là người địa phương. Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh linh hoạt trong việc luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về làm lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương. Nhiều đồng chí đã phát huy được năng lực, chuyên môn, thành công trong công tác chỉ đạo, điều hành, đã giúp cho địa phương khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương đã tạo ra được tính công bằng, dân chủ, khách quan trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Là đối với cán bộ và luân chuyển để chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ các cấp thì sẽ được thực hiện công tác luân chuyển là ít nhất là trước 6 tháng để có thể các đồng chí này xuống tiếp cận được cái công việc của cơ sở ngay từ khi xây dựng các cái văn kiện cũng như cần chuẩn bị các cái công tác, các cái điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp. Cho nên là tỉnh cũng đã tập trung cái nội dung này, và hiện nay thì cơ bản ở các đảng bộ các huyện thì đối với các cái đồng chí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương thì hiện nay cũng đã được tỉnh giải quyết. Thực tế cho thấy việc bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương đã góp phần khắc phục đáng kể tư tưởng cục bộ tại địa phương, tạo ra những đổi thay tích cực trong tác phong, phương pháp, lề lối làm việc. Thành công từ chủ trương này sẽ là cơ sở vững chắc để Lào Cai tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ trước kỳ đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới là đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.